bóng hay bóng đấy chụp luôn rót đây bảy trăm ca nơi khai cả che chỉ phía đã bóng luôn bất ra bóng sông chơi bạn sumo kun cho lòng được nước ẩn khơi như cái nhà sela anh điên sela trong cái nhà thì còn ở đi đấy bà quân sông cho tôi luôn rót từ một đầu bạn chúng xuống luôn rót บ้านเดิมโลจุดเรียนสู้ลูกเปิดบัตรตราในยุคสุขภาพบ้านบ้านเรียนสู้ยัยปีอากาศเทียดในขายกระเจ้าโดยบรรดาขายโดยตีที่ลูกบ้านจะแจกคลังได้แบบนี้บ้านเดิมรับการเชื่อในขายกระเจ้าคือมีเศษต้นอาเทียดจะแจกมังคุดได้บ้านบ้านเดิมมันจะคลังคลาประมาณโดยเชื่อในที่นี้พนมเปญเนี่ยมันเป็นบ่บ้านมันจะคลังคลาประมาณที่แจกมังคุดบ้านบ้านอ๋อคุณปรึกนี่เรื่องรายมีไอจุดเรียนชูนมาส่งเชิญ ประเทศเนี่ยทางบ้านมีสิ่งใดดีก้าสิ่งที่การตบบาลจุลพอลิสุการขดกลุ่มบุรพีเนี่ยได้ตราตราอุปกรณ์ในการควบคุมบัตรนี้ให้มันเหมือนจุนเป็นการตลาดการบ้านเราส่งเชิญลงมาตัดตาเรื่องรายยังไม่คลาบบ้านจุนสงสัยจำนวนปีเนี่ยเราเหมือนเคยจำนวนเราตบบาลจุลพอลิสุการจิมวินึงกำลังตัวบาลมูลฐานบ้านสุการชั่วโมงจบของกราบในปีเลยได้ปลูกเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบใจในขนมตุ้มดีมีกุ้งการตีรถเชื่อมง่ายที่ดอกขันระดับกันลองตื้อในจุดนัดพุ่งจงก็พุ่งก็
ban sự mặt cách ở đăng tham miền trung mua xe ở sản xuất mũi năm rồi nơi không chống bọn sự phải tập nâng mình đẹp biết mũi binh ba ở dụng một phây phạm phía năm rồi nơi không sạch đáy sạch lô hoạt vậy nơi không sẽ cam một tiếp cho bằng cách chúng sáng tay được tiên đại mình trái chứng nghĩa như cơ bản thuê ca đọ hốt và thổ tang để bỏng ra hỏi còn một sọt trái nhưng mà chúng luôn được bỏ phục kê bằng đại bạn Phụ quát chí lý thư tay chìa mục sở nhà chắc rư có mục sở nhà đồng bôn thơ mây nửa lại thế sắp ra phụ quát tầng phí rụp nâng Nhi đang ca ra hàng được bỏ sở mặt kết chứng nghĩa cho lục khói lục bàn ở đăng thang như chìa chúng sáng tay được tiên đại mình thua thuê sẽ ca một thiết chọt trái như chìa cơ lo một vài bạn Ồ, cơ lo mục sở nhà chắc hay chăng hay chẳng thế là tòa pi khoát khuôn là miền bị nấy miền ấy thì tam bắp ấy thế rồi có cho ấy buôn từ nia kia rồi mấy cái rồi có miền thầm đại ca giờ mà ốc rôm ấy mấy bạn nếu mà tam nghe khan tòa ba chưa được phong cả chén lúc xin kinh lúc ban prap đón nhà sa phô là miền này đăng tha bởi dung tam chấp bắp đây thì chưa được phong trong mình ta cái tập tổng bấy chúng ta chỉ buôn ban chạy tha cà phê thì sa được kho đời ốc bọc chọn đường tu nâng sản chết cô cục cục tết được không đại nia sa trời cho con tình kia bị bây thực phạm cho năm để nó bạc hai vật thổ tăng đến ổn trời được ổn chí xung bạc rốt rư bọc lành chào bạn hãy xung bạc chia phong đáy thạch chương trong tay chẳng tin nhận đi trời bàn cầm lăng chùm điên ở chỗ lực phó bàn có sang cầm lồng rương mình chung tự cánh và là được bông khai đáy cao vì mà sao mình như bạn bạn ổn cun trên cao bằng to bạn ổn cun chụp điệp đi lục rốn bạn đã xung bạc cun xung chụp điệp đi bạn bạn xung bạc cun hãy đưa cài bọc bài lại xung bạc to tự cánh lục sắt bình bạc đỏ bạn ấy xong bởi chạy rương chọn trái cho ai nâng tích vì phụ miên mê tra mà chân nuôn nó không chọn bạp đây bị chôn lập hóa lắm kia có bao cái hơi thả bao sức ai rọt bao chôn lập hóa thua ca bị nây hay bị nây ăn trả cá bởi vì nây chạy sát đánh chung buộc bọt là mơ ná đài miên cầm rật tối tài và hơi không cả nây đã mình prom bằng prap bên đây đấy khi co sang sổ mình mình chun được căn tòa nhà và tòa tiền chẳng bên đây tham mình vập lá cứ như chập đá và chun được tòa nhà đây cứ bên đất mưa than phía bên cá bật bớt mưa được bao nè bật mưa vậy đó vấn đề bật ngốn đang bật chun từ cầm nơi rầy rò rầy rạp ấy tòa tiền ở con lên sông chun lục vi sơn bên mặt đông chỉ miếng xuôi lục vi sơn ba sông chỉ miếng xuôi lục sơn khác sông đang lục bật prap bên đây ba hai giờ mai tới nơi private rồi xoay riêng bên nắng lục ba ta tới riêng cho con là khai xoài riêng bà. Xoài riêng ta tự chạy khăn rồi cô mình tự chạy đi. À, có khai xoài riêng cứ mấy cứ tự chạy tự chạy bằng tất cả và ta mình khăn là nát đi bà. Chẳng nè, ta miên đưa bây đi ca bằng năng lục. Đánh bắt. Đánh bắt à? Thế mà chả chẳng? Đánh bắt mình là giấy thèm. À lưu, khi ta xa cà rây, luôn riêng chóm, bà này chùm riêng chú nằm bì ca hơi thà. Got talent tí lúc bắt rác nhóm đưa chia xâm lê mình sẽ lo mà nè. Got talent nâng dì rùm tới sắp đà tí bầy vẹn lại số thay thứ từ vẹn chóp lại số thì bây giờ vẹn tí bầy và mùi vẹn tí bầy chẳng thế bóng phá ôn thủ tư dịch xuân còn tay chạp đàm mà tình gây hai thà gặp bột cối nè bây giờ toàn phê về lia tới đầm bầy rù rôn thì mới cứ chạp đàm chô chạp bình mong phòng bơ sàn xuân thì tao rơi bởi sân đề khu ai về khoa khả lành khôi được xa tay mình ca quam trô trà đầm bì dân ạ bông bông thủ tư sinh chôn hay việc căn tập xếp căn tập lại vì bay cái chôn bay khăn rí kê đàm miên chụp nhiên khang tiếp của sọp xếp xếp khả nìa nâng mô bằng hai nhờ lời chạ nơi ion mô chôn tì buôn bản chẳng thế xông complete nơi đề trái ngày sốc sạp đà nắng
បាទបន្តទៀតទៅសូមអញ្ជើញតាមដានបងប្អូនគ្នាបាទបាទចាប់ពីម៉ោង8ទៅអ្នកដែលមានសម្បត្តិអញ្ជើញទៅដល់ជាន់ទី4នៃស្ទីឌីយ៉ូហងមាស HD TV ផ្សាយ on mall នៅម៉ោង 7:30 នាទីឥឡូវជួបលោកវិសិទ្ធចុងក្រោយជម្រាបសួរម្ដងទៀតលោកវិសិទ្ធបាទជម្រាបសួរលោកសុខៈបងតាលោកបុត្រាបាទតាមានរឿងអ្វីពីស្វាយរៀងបាទលោកបាទពួកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដល់គឺចៅស្រីដែលធ្វើកម្មវិធីដាក់ឡានជួសជុលខ្លួននៅឯក្រុងបវត្តក្រោយពីចាប់កាក់ពន្ធនាគារបានរយៈពេលតែ13ថ្ងៃទៅបានដោះលែងវិញបាទចំអឺតើហេតុអីបានជាតុលាការដោះលែងវិញបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងនេះដែរខ្ញុំបានតាក់ទងទៅនឹងលោកខុងប៊ុនជាប្រធានអង្គតុលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការដោះលែងវិញនេះគឺដោយសារតែខាងសំគូសាររបស់ហរែងតាស្រីម្នាក់នោះគាត់បានធ្វើលិខិតទៅជាអ្នកការគុំអលិខាតែអ្នកធរគុំគុំអះអាងថាស្រីនោះនឹងទៅដល់ថ្ងៃចូលរោងការនៅថ្ងៃទី15មករាខាងមុខនេះបាទបាទដូច្នេះហើយដើម្បីដើម្បីសរដើម្បីកុំឲ្យរឿងស្ទះនៃការរៀបមង្គលការនេះទៅប្រវែងណាអនុញ្ញាតឲ្យជនតស្រីនេះនៅប៉ុន្តែក្នុងនៅក្រៅគុំមានបាក់បាក់បន្តគ្នាចំនួន4រៀលហើយខិតនៅការតាមដានទូពិនិត្យរបស់សាលាការផងដែរបាទតែអ្វីដែលគួរសកម្មភាពនេះគឺជំរងគ្រោះឈ្មោះរិនធីរុនដែលជាជំរងគ្រោះទៅជំនសង្ស័យដែលចៅស្រីនេះចាក់មួយកំបិតសម្ដៅនេះទៅវានោះតែកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបន្ទាន់ជានៅឡើយនោះដល់ពេលដែលដឹងថាចៅស្រីនេះត្រូវបានគេដោះលែងហើយមានសេរីភាពឡើងវិញក្រុមគូសាររបស់គាត់មានបដកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានផ្ដល់សារតាសុំសុំអំរានេះសុំឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានាំយកជនតស័យដែលជាចៅស្រីនឹងយកទៅដាក់ពន្ធនាគារវិញថាការដោះលែងនេះគឺគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារតែចាក់ប្លន់បោកគាត់យកទៅហូតគ្នាពវៀនដែលក្នុងពេលនេះជាការនៃបទប្រកាសហើយចាក់មកឲ្យលែងវិញគឺគាត់អាចទទួលយកបានបាទរឿងរាវចង់រំលឹកទេថាតើកើតឡើងរបៀបម៉េចអាករណីថាចាក់ដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2014ចៅស្រីឈ្មោះថនស្រីឌីអាយុ20ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានធ្វើសកម្មភាពដោយលបួងយុវជនរងគ្រោះឈ្មោះរិនទីរុំអាយុ17ឆ្នាំឲ្យដកដាត់រូបគេទៅកាន់រោងចក្របាទក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទក្នុងវត្តនោះបាទតែដល់ពេលដែលបានកន្លែងស្ងាត់ទៅចៅស្រីម្នាក់នោះគាត់បានកើតសម្បត្តិស្រួយដងវែងនៃចាក់ទៅជួយជនរងគ្រោះមួយកំបិតចំពោះបណ្ដាគ្រីពលានចេញមកការហើយបានស្វាញយកខ្សែកនិងយកម៉ូតូបំរុងជីវិតគេខ្លួនតែពេលនោះត្រូវបានទៅជាពលរដ្ឋតែឆ្លងកាត់ក្បែរនោះឃើញក៏ធ្វើសកម្មភាពពត់ចាក់ហើយបន្ទោទៅឲ្យសមាជិកតែម្ដងហើយក្រោយពីសមាជិកខ្វាត់ខ្លួនបានហើយនោះតែតែម្នាក់នោះក៏បានសារភាពខោពួកគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពចាក់ដើម្បីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិមែនដោយសារតែពួកគេអត់មានលុយដើម្បីរៀបចំប្រតិភូការនៅថ្ងៃទី15ខែដល់ខែស្បែកឆ្នាំខាងមុខអូតែគឺសមាជិកចោះសារសំណុំរឿងនឹងជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទីនៅថ្ងៃទី26ហើយតុលាការក៏បានចេញលិខិតឃុំសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី27តែម្ដងមកតែនៅរហូតដល់ថ្ងៃទីមកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015ក៏តែមានការដោះលែងជូនតាមតែវិញមានតែជូនវិញបាទលោកវិសិទ្ធជំរាបលាលោកណាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានអញ្ចឹងការប្រើកំបិតចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិមានខ្សែកមានម៉ូតូប៉ុន្តែมันបានសម្រាប់ត្រូវគេទាន់គេចាប់បានវាគឺជាបទល្មើសលួចដោយមានស្ថានភាពគន្ទោសដោយសារតែការប្រើហិង្សាមេត្រា357ក្រមព្រំដែនជាប់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយចន្លោះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងមិនបកស្រាយឲ្យតឹងរហូតដល់ករណីឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មអីទេវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបាទឥឡូវជូនលោករាជញ្ញាទេលោករាជញ្ញាលោកចោតប្រកាន់ពីបទលួចដោយហិង្សាឬក៏បទអីផ្សេងតែសំខាន់នោះគឺថាឥឡូវនេះលោករាជញ្ញាឲ្យនៅក្រៅឃុំសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំសិនដោយសារតែគ្នាទៅចូលរួមការអេអាហ្នឹងបើអញ្ចឹងមិនធ្វើអីឲ្យចង់ឲ្យហើយណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចហើយគឺថាចាត់ចែងនីតិវិធីតរទៀតទៅចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយពីអីនិយាយប៉ុណ្ណឹងបើគ្នាជាប់ការអញ្ចឹងតែមកយើងយុបយូរបន្តិចណាបាទកុំឲ្យថាដោះលែងហើយលេងបងជាសរសៃប្រូចតបានអាហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌គ្នាដែលរងគ្រោះនេះសម្រាប់លើពលរដ្ឋអ្នកវិនិច្ឆ័យបន្ថែមនេះថាតើ
rịp chòm hói, cà hói màu vinh đại ọt, bởi xin đại ọt màu vinh đường tam ọt màu vinh. Bà, ọt màu vinh cái chênh đề ca chạp luôn. Nó luôn riêng nhà chênh đề ca chạp luôn, hay bà mình chênh đề ca chạp luôn. Thế hả nó châu múc nó bông ông chì vọt đi ra. Nè, bông ông chì vọt đi côn đi nè, này dưới đó. Bà, hay sao bông miếng sai đi ra. Nhưng miếng tập sai. Mình rớp sai. Bà. Ô đại sao phim liên đoàn tìm mình chào anh chạy tiêu lúc nè chụp lúc mì rửa thí nè niên sẽ lá chìm rượu chùm bò đầm miên. Ôi chớ nè, rừng cổ thế nào cho nó cho bọt là mơ hăng xa ai hô hai mà cả cụ mà gần đây hay lúc chơi mà phì rọt tạ nạ kỳ rìm miên ấy thâm mây chìm rượu chùm ở lúc nè nè. Bà nít chung bát chung bột ra. Nhưng bà tư sức hạ xong ô cun xong gồm liên sai chụp nè chạp phì mong bà mùi bực to từ tiết bà.